Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Nay shop đồ si lên một video. Nói chung là video này toàn là giày đẹp và giày VIP em lựa trong hai cái kiện em mới về nhé. Thì hôm nay bao các bác luôn là giày hôm nay toàn là giày chất lượng nhé các bác nhé. Nên giá thành nó cũng hơi cao so với mấy video lần trước. Đó. Đôi đầu tiên các bác thấy đẹp không ạ? Đôi đầu tiên nhé. Đôi đầu tiên là muốn giới thiệu các bác đó là một đôi công sở. Con này thì nó đẹp cực kỳ luôn. Theo em đánh giá thì nó rất đẹp. Tại vì sao? Tại vì nó phối giữa ba màu, màu đỏ mận này, màu đen và màu nâu. Cái thứ hai nữa nó có cái thương hiệu, nói chung là nó cũng rất chi là đình đám. Fanco yes thì by Brazil như này. Cái logo của nó đây các bác nhá. Đấy các bác nhìn cái riêng cái đế của nó đây, nó làm rất cầu kỳ rồi. Nên em theo em đánh giá con mắt của em thì không dành về giày lắm đâu, nhưng mà theo cái con mắt và cái đôi giày của mình nhìn lên đấy là thấy nó cũng rất chi là rất ok, mắc tiền rồi. Đấy, bên trong của nó các bác thấy cũng rất chi là ok nhá. Đấy, con này là size 43 này, quay cho các bác coi tận cảnh nó size 43 lót đồ bên trong nhé. Đấy, con này thì em đánh giá nó rất đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà thích đi giày phối ba màu như vậy thì chốt con này nhá. Đấy, các bác nào mà chân 425 43 chân 42 thì đi rộng nha các bác nhé, nên các bác nào chân 425 đấy hoặc 43 đi con này rất chi là đẹp luôn nhá. Con này đẹp cực kỳ đấy. Đấy, đằng sau như vậy đế của nó đây, con này là đế da các bác nhé, đế da dưới đế có hình logo của thương hiệu giày của nó này. Đó, rất ok luôn. Con này mã 488 các bác nhé, mã 488 size 43 em bán con này 585k. Con này đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé. Mua hàng bên em thì em luôn luôn ưu tiên cọc và chuyển khoản và bao ship cho tất cả các bác luôn. Đấy, chính vì thế nên các bác mua hàng các bác được khi shipper giao hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái này, được thử size này, kiểm tra lỗi này. Đấy, khi các bác không ưng không ấy hoặc phát hiện lỗi hay giày mà size nó đi kích chân hay là đi rộng thì các bác quay đầu lại shipper giúp em nhé. Và như em cũng nói luôn là khi shipper giao hàng thành công là em bên em không có nhận trao đổi lại hàng nữa các bác nhé. Đổi hàng hoặc trả hàng bên em không có trao đổi trả lại hàng, nên các bác cứ lưu ý giúp em mua giày bên shop em là như thế các bác nhé. Thêm một đôi tiếp theo đó là một đôi công sở màu đen cột dây. Con này kiểu dáng dài các bác nhé, kiểu dáng nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thời thượng lịch lãm màu đen đấy các bác nhé. Con này là của cái gì đây này, Vero của Ý, size 41 các bác nhé, size 41 đấy. Đấy, con này cũng nói chung là mấy cái dòng mà dòng nó dài si thì các bác mua về bắt buộc các bác phải dán cái toppy miếng cao su chống trơn trượt, chứ cái này em nên khuyên các bác nhé, chứ các bác để về đi thì nó dễ trơn trượt lắm nè. Con này nhìn cũng là rất chi là đẹp đấy các bác nhé, giày cực kỳ đẹp đấy ạ. Đấy, thương hiệu Koromi đây. Đấy, các bác nhìn cái kiểu dáng nó cũng rất ok luôn. Đấy, có thấy đẹp không ạ? Rất đẹp nhá. Dòng giày này thì nó như em nói em chia sẻ rồi, nó hơi cao tiền một tí nhưng mà giày nó đẹp, với lại cái chất lượng giày nó tốt nhau nhé. Con này em bán là mã 493 size 41, em bán 485k nhé, 485k. Đấy, các bác yên tâm mua hàng bao giờ các bác phải nói chung là các bác bỏ ra số tiền nói chung là nó hơn nó nhiều hơn một xíu thôi, 100k thôi. Đấy, các bác nhận được đôi giày rất ưng ý luôn. Có khi các bác nhiều lúc các bác cứ tiết kiệm 100k hoặc 50k thì nhiều lúc đi đôi giày các bác cứ thích kẻ rẻ, nhiều lúc cái đôi giày về các bác nó nhìn nó không được ưng ý lắm. Đấy, thà mình đã sắm cho bản thân thì mình thêm 100-200 nữa để mình mua một đôi giày để khi nhận hàng hoặc là để khi các bác sử dụng thì nó rất ưng ý luôn. Đấy, 100-200 ngàn bây giờ thì nói chung là nó không còn cỏ gọi là khó khăn như hồi xưa đâu. 100-200 ngàn bây giờ đối với các bác là chỉ là cuộc uống cà phê nó cũng hết rồi, uống cà phê chứ nói chung là để bữa nhậu thì nhiều lúc cũng hơi thiếu, đúng không ạ? Đấy, các bác mà đi nhậu các bác mà góp tiền thì 200 ngàn rồi nhiều lúc còn ít đấy, nhưng mà khi các bác thêm được 100-200 ngàn các bác mua được thêm một đôi giày nó rất ưng ý, nên các bác cứ phải chốt thôi. Đấy, giày bên em thì bao các bác luôn, những đôi nào em bao là chất lượng và giày bán 450k trở lên thì giày bao giờ cũng chất lượng hơn giày ba dòng 300 đổ lại nhé các nhé. Như đôi này bốn mã là 491 size 41 em bán con này chỉ có 385k. Đấy, các bác thấy không, một cái đôi 385k với một đôi 485k nó khác hoàn toàn luôn. Thứ nhất nó khác về cái kiểu dáng, thứ hai nó khác về cái thương hiệu, thứ ba nữa là về cái
nhiều lúc bản chất lượng thì cũng không phải đâu, tại vì giày si thì có đôi nó rẻ nhưng mà chất lượng nó vẫn ok, nó còn tốt hơn nữa, nhưng mà do những cái kiểu form giày ấy, nhìn nó không không được đẹp đấy, có nghĩa là cái kiểu giày cổ điển nữa. Mấy cái mẫu này chỉ thích hợp cho mấy chú lớn tuổi này, nó không còn được trẻ trung năng động nữa đấy. Mấy chú lớn tuổi chốt con này rất đẹp đấy, anh em đang đánh so sánh giữa hai đôi giày cho các bác hiểu. Như con này thì bên trong của nó cũng còn rất ok luôn, nó được nót lông nhé các bác nhé, nên các bác đi rất êm chân luôn đấy. Dòng giày đấy, con này là đế da luôn các bác nhé, đế da, các bác nhìn cái đế của nó mới tinh luôn. Theo mấy con này chắc người ta chỉ đi mấy lần thôi này đấy các bác, đế da mà nó còn đang được như vậy này. Để em cho các bác coi cái đế da của nó đây, hai đôi các bác thử so sánh ở hai đôi này, cái đế da nó rất chi là một đôi đế da rất chi là bị còn mới, một đôi thì nó đã mòn và nó xước hết cái lớp da bên ngoài này. Đấy, các bác thấy không, hai đôi đế da các bác nhé, đấy con này đế còn rất mới luôn đấy. Nên các bác nào mà lớn tuổi chốt con này đi rất ok luôn nhé. Đấy, giá chỉ có 385k thôi, giá đã bao gồm ship size 41, em bán 491, mã là mã 491 size 41, giá là 385k. Các bác chốt đôi nào các bác có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại để giúp em nhé, hoặc là Zalo, nhắn tin qua Zalo thì nó tiện hơn để các bác chốt giày nó dễ hơn nhé. Đấy, các bác cứ nhắn tin hoặc chụp hình cái mã giày đôi giày để cho em chốt nó dễ. Đôi tiếp theo cũng là một đôi da đan, phối da đan, con này khóa khuy nhá, một cấp độ này, con này nhìn rất đẹp nha các bác nhé. Trời ơi, một đôi màu nâu. Bữa các bác nào dặn em có khi nào có đôi da đan mà kiểu màu nâu như vậy này, đấy size 42 thì hôm nay em có một đôi nhá, không biết có ưng ý bác không. Thì nhiều khách dặn em giày lắm, nhưng mà thực ra là nhiều rất nhiều mà em không có nhớ khách, mà nhắn tin Zalo thì em không có nhớ đâu nhá. Em chỉ bảo khi nào có hàng em sẽ quay lên video, các bác cứ đăng ký kênh giúp em, đăng ký kênh hoặc là kết bạn Zalo thì mỗi lần em về hàng hoặc em lên video thì em sẽ thông báo. Nhiều bác hỏi là em anh đã đăng ký video đăng ký kênh của em, nhưng mà khi anh cái em lên video nó không thông báo, có nghĩa là các bác bấm vô cái chuông xong rồi các bác ấm vô một cái chuông lần nữa, các bác ấn vô là chọn tất cả, là khi em lên video tất cả nó sẽ báo cho các bác. Còn khi các bác ấn mỗi vô đăng ký thì nhiều lúc nó vẫn không có ấy cho các bác đâu, nó không thông báo đâu ạ. Đấy, các bác có thể ấn vô cái chuông hai lần để các bác chọn cái mẫu, là chọn kênh thông báo tất cả là sẽ lên. Đấy, đôi này nhé các bác nhé, đôi này bên trong thì nó trời ơi, nó mới. Đấy, các bác thấy không, giày nào mà em đã bán giá nó cao lên một xíu thì các bác cứ yên tâm mua. Con này đã được khâu âm đế rồi này. Đấy, về các bác là chỉ cần dán một miếng toppy cao su chống trơn trượt là thành một đôi giày nó rất đẹp luôn. Con này thương hiệu Man của Ý nhé các bác nhé. Đấy, con này của Đức, Max in Germany này, sorry các bác nhé. Đấy, những dòng giày của Đức thì mà nó đã được sản xuất trong nước Đức thì chất lượng thì các bác khỏi phải bàn rồi. Về nói về dòng chất lượng và cái kiểu dáng của nó rất chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, một đôi giày si mà các bác nhìn đẹp không? Nên đôi này nó em bán chỉ có 485k thôi. Đó, mã là 484 các bác nhé, size 42. Đây ạ. Trời ơi, nhìn nó đẹp lắm các bác ơi. Đó, một đôi da đan các bác nhé, này phối da đan đẹp không các bác. Đấy, một đôi màu nâu của Đức nhé, sản xuất tại Đức luôn, Max in Germany, một đôi giày của Đức mà em bán chỉ có 485k thôi, giày quá chất lượng các bác nhé. Cái kiểu này nấu rồi bên em về lại này, chỉ có một đôi duy nhất trong kiện này. Cái kiểu này rất hiếm nhé các bác nhé, kiểu đó là cái kiểu mà nhìn không biết em tả thế nào, nhưng mà cái kiểu này là mấy chú lớn tuổi rất thích mấy cái kiểu này. Đấy, rất thích nhá, một đôi màu nâu luôn. Đấy, kiểu đế của nó đây các bác nhá. Đấy, đế của nó nhìn hơi bẩn bẩn một xíu thôi, nhưng mà nó là giày chất lượng các bác nhá. Đấy, đây ạ, da các bác nhìn cái da của nó, giày nhìn nó giống nồi đồng của đá, các bác đi con này biết khi nào mà bị hư. Con này mã là 498 các bác nhá, 498 size 39, em bán 385k, 385k các bác nhá, 385k, giá đã bao gồm ship rồi. Có một con cũng đẹp, nói chung là hàng rất hàng này em lên, nói chung là hàng tuyển rồi. Thì con này da mềm các bác nhé, da mềm, chỗ nó mềm lắm. Đấy, cái bác nào mà thích đi da mềm, và em nói luôn cái kiểu này thì kiểu dành cho mấy chú lớn tuổi đó, tại vì cái mũi của nó này, đấy, cái mũi của nó bo tròn nhé, mũi bo tròn đó, mà màu nâu đấy nhé các bác nhé. Đấy, giày của nó thì các bác khỏi phải nói, chất lượng nhìn cái lớp da là cũng xì, các bác thấy không, nó rất mềm nha, con này da mềm lắm, các bác nào thích đi giày mềm thì đi con này nhá. Mã là 487 size 42, em bán 485k các bác nhá, 485k.
đấy, rất ok luôn nhé, giày cực kỳ đẹp. Thêm một con này nữa, một con kiểu này này, dán khuy, khóa khuy nhé các bác nhé. Con này là đi tuần này em thử đi con này thì chân bốn em 242 thì em đi hơi chật nên con này chỉ 41 thôi. Đấy, các bác nào mà chân 42 mà thon thon có thể mở cái khóa này ra này, ở cái cho nó cái nút cuối cùng thì 42 vẫn được nhé. Đấy, con này là đế, là đế cao su các nhé, đế cao su Docker, một thương hiệu Docker. Đấy, đế của nó đã rất là mòn rồi, các bác về các bác phải dán cái đế lại. Đấy, con này em bán rẻ thôi, chỉ có 385k các bác nhé, mã là 496 size 41. Đấy, size 41. Đấy, các bác nhìn kiểu dáng nó cũng rất đẹp nha các bác nhé. Đấy, kiểu dáng này nó rất đẹp luôn. Bên trong lòng lót của nó đây, nó ok luôn. Đấy, có một đôi cũng rất đẹp mà dành cho các bác nào sân 4 to, sân size 43. Có thấy đẹp không ạ? Chỗ chân bác nào 43 mà mua được, săn được con này về đi thì có mỹ mãn luôn các bác nhé. Màu nâu kiểu dáng cũng rất đẹp luôn, sang trọng, lịch sự, lịch lãm, chỉnh chu. Đấy, rất đẹp luôn nha, cho đôi giày. Đế này đế da luôn các bác nhé, mắc in Ý này, Italy này, được khâu này. Đấy, các bác nhìn thấy cái thương hiệu E.T Way gì đây, đây. E.T Way. Bên trong cũng rất ok này các bác nhé. Đấy, bên trong lòng lót của nó cũng rất ok luôn nhé. À, con này mã là 495 các bác nhé, size 43, bán con này chỉ có 485k thôi. Đấy, kiểu dáng form giày rất đẹp nha các bác nhé. Kiểu dáng form giày nó thấy không? Đôi giày này nên em tự em phải khoe đâu, nhưng mà cái kiện hàng này về cho giày đẹp quá trời luôn các bác ạ. 10 đôi như một luôn, đôi nào như đôi nào. Đấy, rất đẹp nhé, giày chất lượng luôn. 495 các bác nhé, size 43, 485k. Em biết tâm lý của nhiều bác mua hàng, các bác cứ đợi, kiểu như bên em có hay có cái cách bán hàng bên em là như thế này, có nghĩa là một kiện hàng về thì em sẽ chọn, em sẽ quay hết một lượt, còn những shop đôi nào em sẽ giảm giá cho các bác mua. Đấy, thì cũng tốt thôi, tại vì có nhiều bác cũng em chia sẻ thôi, có nhiều bác là chờ cái video của em để giảm giá để các bác mua, nhưng thực sự là nhiều lúc cũng nó cũng tốt đấy, nhưng mà nhiều lúc nó cũng có mặt cái mặt hại, có nghĩa là khi các bác chọn được những đôi giày ưng ý, giả dụ như cái đôi này các bác ưng đấy, nhưng mà em thấy em để cái giá gọi là cái giá 485 thì các bác là chê cao quá, hoặc là các bác không đủ cái tài chính để các bác lấy, các bác đợi em giảm giá. Thì nó thật là có lúc thì hên xui thôi, nhưng mà có lúc đôi này em lên thì em bán được luôn, và có lúc thì em không bán được thì em sẽ giảm giá. Nhưng mà khi giảm giá thì chưa chắc các bác đã mua được, tại vì nó thật là bên em lên giày lúc nào hầu như là hỏi đôi nào là hầu như đôi đấy gần hết rồi. Đấy, nói chung là em lên video khoảng 2-3 tiếng sau này em chốt gần hết giày rồi. Đấy, có rất nhiều khách đến bây giờ vẫn chưa mua được một đôi nào bên em. Đấy, giận bên em luôn, mà bảo cho anh hỏi cả chục lần, cả chục đôi mà không mua được một đôi nào. Đấy, các bác nên hiểu. Còn các bác nào mà chịu khó săn hàng sale thì bên em vẫn có nhé. Đó, em chia sẻ thật luôn, đến khi mình đã thích thì thật sự là nó mắc một xíu, các bác chịu khó mua đi. Đấy. Đấy, chứ các bác đợi hàng bên em sale thì nhiều lúc các bác cũng không mua được, tại vì lúc em lên video người ta chốt nhanh lắm, nhất là khách sỉ người ta chốt giày về người ta bán lại nhé. Người ta chốt có khi là 5-6 đô liền lúc luôn, nên em sẽ ưu tiên những khách đấy chứ em không có bán lẻ được. Đấy các bác hiểu không ạ? Đấy, em chia sẻ thật lòng luôn. Chứ các bác đợi em cái đôi này mà lên các bác thích quá, nhưng mà các bác thôi đợi lần sau thế nào nó cũng bán được rồi, nó cũng giảm giá khoảng 300 hoặc 350, 300 thì mình mua, thì lúc đấy nó khó lắm, chưa chắc mình đã mua được nhé. Nên chia sẻ cái nào thích thì các bác cứ mua thôi. Đấy, vì đam mê mà. Đấy, cuộc sống sống được bao nhiêu lâu đâu, sống nay chết mai. Đấy, cái gì mình thích mình cứ hưởng thụ thôi. Đấy, đôi này em lên các bác nhé, đôi này cực kỳ đẹp ạ. Đôi này hàng VIP luôn các bác nhé, của Ý rồi, dù gật là của Ý này. Đấy, rất đẹp nha, mắc in Italy. Đế này đế nguyên bản luôn nhá, đế da nguyên bản. Đấy, con này này, đế của nó cũng chưa mòn mấy đâu các bác nhé. Đấy. Đấy, con này là đế zin, nguyên zin các bác nhé, nguyên zin luôn, chứ chưa họ chưa dán gì đâu. Đế là đế da, con này size 42 các bác nhé. Đấy, một con màu nâu, trời ơi, các bác thấy đẹp không ạ? Mấy con này thì em nghĩ mấy chú lớn tuổi cũng rất hợp luôn này, hoặc là U50 trở lên đi con này thì đẹp nhé. Đấy, cái đầu mũ của nó các bác về mà các bác mang ra tiệm nhé, các bác đánh cái xi, nhất là hai cái đầu mũ này về các bác đánh bóng nó đi, gọi người ta gọi là đánh gương ấy,
mang ra ngoài người ta đánh gương cho bóng lộn hai cái này đây, giống như soi được gương luôn đấy. Đấy, nhìn đôi này rất đẹp nha, nhưng mà cái màu nguyên bản của nó là như vậy các bác nha, có về các bác có thể thay được. Đấy, có nghĩa là hai cái đầu này các bác đánh bóng lộn này, đánh gương đi, chỗ nó đẹp cực kỳ luôn nhé. Giày các bác nhìn cái sớ da sớ ấy của nó, chỗ nói chung rất đẹp luôn, tự tin luôn. Mấy cái nói chung là em nhập hai kiện giày về em bán rất tự tin luôn nhé, bao các bác luôn, hàng chất lượng, hàng rẻ. Đấy, giá cả rất hợp lý cho các bác mua luôn. Mã của nó là mã 494 các bác nhé, size 42, bán 485k. Đây ạ, đôi này em nghĩ chắc là lên cũng rất bán rất dễ luôn, tại vì em biết mà, cái kiểu giày nào bán rất chạy và rất dễ thì em đảm bảo luôn đồ này em nghĩ chắc chốt nhanh. Mấy đôi này đây các bác biết vì sao ạ, đôi này là dành riêng cho mấy chú lớn tuổi đó. Thứ sao thứ hai vì nó đôi lên gấp được khoảng 3,5 phân, đế của nó còn rất mới này các bác này, đôi này hầu như mới đến 99%. Mắc in Brunei Brunei đây các bác nhé, đế của nó đây các bác thấy đẹp không ạ, đế hầu như hơi mòn thôi, con này mới đến 99% nhé. Và kiểu này thì mấy chú lớn tuổi là thích lắm nhá, em đảm bảo luôn. Thứ nhất là cái kiểu bóng mà có cái phối như cái này này đó, cái họa tiết này là mấy chú lớn tuổi săn rất nhiều luôn. Hôm bữa có mấy chú kia chú dặn mấy cái kiểu này rất nhiều luôn nhé. Đấy, hôm nay có một đôi duy nhất thôi, lại size nhỏ đấy nha các bác nhé, size vàng luôn, size 39, trời ơi, size rất đẹp. Mã của nó là mã 490, size 39, em bán con này 585k. 585k, giày cũng rất chi là đâu đấy gọi là kinh khủng các bác nhé. Đấy, cái dòng các bác này, lòng lót của nó rất ok bên trong này, còn rất mới nhé các bác nhé. Đấy, giày ra đẹp, đẹp lắm các bác nhé. Mấy bác nào lớn tuổi chốt con này đi thì thôi rồi, có khi kiếm thêm một bác nữ nữa chứ. Ok các bác nha, đôi này em bán giá là 585k. Mã của giày là 490, size 39 các bác nhé. Chỗ đẹp, đẹp lắm luôn các bác ơi. Đấy, bác mấy chú lớn tuổi mua con này đi thì thôi rồi luôn ạ. Đẹp cực kỳ. Có một đôi giày lười các bác nhé, đôi giày lười màu nâu. Con này hàng thì hàng đế, là đế giống đế gỗ, nó là đế gỗ các bác nhé. Đó, nó cứng lắm, đi nó cộp. Đây mấy con này về các bác dán tóc pi, dán trong chân trượt. Con này màu nâu các bác nhé, màu nâu. Đấy, bên trong các bác, nót nòng của nó này, đấy, da dứt kìa, nhìn nó chất lượng lắm, nhìn nó cứng cáp. Con này mã 485 các bác nhé, size 42, bán 385k. Đấy, những đôi nào bán 385k các bác nhìn các bác biết nào, nó khác hẳn với dòng 485, 585 các bác nhé. Đấy, nhìn nó đơn giản lắm, đấy, nhìn đơn giản cực kỳ. Mà giày bao các bác là lúc nào nó cũng không bị lỗi nhé các bác nhé. Đấy, các bác kiểm tra hàng thoải mái thôi. Đôi khi lúc em cầm về nó chưa bị lỗi, nhưng mà đến khi tới tay các bác thì sao? Nên các bác mua hàng các bác phải kiểm tra, nên kiểm tra. Đấy, nên kiểm tra, em khuyến khích các bác nên kiểm tra. Tại vì nó là giày si mà, giày mới còn đôi khi còn có lỗi, đừng nói là giày si các bác nhé. Đấy, các bác cứ phải kiểm tra cho em nhé. Đấy, chứ đến hồi các bác không kiểm tra, các bác nhận hàng thành công rồi, thì đến hồi các bác kiểm tra và lỗi xong lúc đấy thì ai chịu cho các bác? Đấy, lại quay sang lại mắng vốn em, bảo bán hàng không uy tín, chất lượng là không có được nha các bác nhé. Đó, em đã nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều, hầu như video nào em cũng nói luôn. Đấy, thêm một đôi này gọi là đôi siêu phẩm. Đấy, không còn gì để nói về cái đôi này nữa rồi. Thứ hai, các bác nào chân 43, size 43 mà cái mẫu này cực kỳ hiếm nha các bác nhé. Em bán giày từ trước này, hôm nay mới có một đôi này cực kỳ hiếm luôn. Đấy, mà đôi này em nghĩ là cái kiểu dáng này rất nhiều bác đang săn luôn. Tại vì sao? Nó là kiểu dáng gọi là cái kiểu như vậy này, nó nhìn rất đẹp các bác nhé, chỗ nó đẹp lắm luôn đấy, một đôi màu nâu vàng bò, một nâu vàng bò các bác nhé, chỗ nó đẹp này, chỗ bác nhìn đằng sau của nó này, in chìm luôn này, dập chìm luôn nhá, thương hiệu giày này. Bên trong thì các bác khỏi phải bàn rồi, bên trong cho các bác coi, chỗ nó mới, giày si mà đi nó trong lòng nốt của nó được mới như vậy thôi rồi, nhưng các bác nó như đôi này mới lắm nhá. Con này mới 95% luôn này, em nó đảm bảo luôn các bác luôn này. Đấy, quay rất kỹ cho các bác luôn. Đấy, các bác nào mà chân 43 chốt con này đi thì rất đẹp luôn nhá. Trời ơi, cái kiểu giày dáng của nó đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Đây này, em quay cái mũi cho các bác luôn, rất sang luôn nhá. Màu lại màu đẹp nữa. Con này em bán giá 585 các bác nhá. Đấy, size là size 497, size 43. Đấy, cái size các bác nào mà chân 43, 42 thì đi rộng các bác nhé, tại vì con này là cái form của nó hơi dài. Đấy, các bác nào mà chân 43 mà form chân dài thì đi con này chỗ đẹp cực kỳ, nhìn nó sang lắm các bác ơi, nhìn nó sang hơn trong video rất nhiều đấy ạ. Đế của nó đây,
đế là đế da, người ta con này đã được dán đế rồi các bác nhé. Đấy các bác mua về các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm một bất cứ một cái gì đâu. Đây này, đấy em bảo dán đế topi là như vậy này, dán cái đế chống trơn trượt này. Đó, mình lâu dày nó chất lượng hẳn luôn. 585 các bác nhé, mã 497 size 43. Đấy, một đôi duy nhất thôi các bác nhé. Bác nào chân 43 thì chốt. Đấy, tiếp theo một đôi màu nâu. Màu nâu, con này thì kiểu đơn giản thôi, không có gì nổi bật, nhưng mà thay vì cái thật nó là nhìn chắc chắn, giày nói chung là đẹp. Đấy, cái form giày nó cũng không có gì nổi bật so với mấy con khác, nhưng mà nó là được cái là đế đế gỗ này, được khâu chìm luôn nhé các bác nhé. Dưới đây có một cái lớp chỉ này, đấy các bác này, lớp chỉ này. Nên các bác mới mua mấy con này về các bác dán đế lại nhé, dán như con như này đấy. Màu là màu nâu các bác nhé, cái thương hiệu giống y là câu lạc bộ đá bóng gì đây này các bác này, thấy không? Thấy giống giống đúng không? Đấy các bác thấy không? Đấy. Con này mã là 483 các bác nhé, size 42 em bán 485k, 485k. Đấy, đã lắm, đã bao rồi. Trời ơi, kỳ đã luôn đấy. Đẹp, phô đồ luôn. Đây có một con màu nâu nâu đất này. Trời ơi. Con này là giày làm thủ công các bác nhé. Các bác biết được giày làm thủ công thì nó bao mắc rồi. Đấy. Giày làm thủ công có nghĩa là cái phiên bản nó chỉ làm giới hạn bao nhiêu đôi đấy thôi, và nó làm bằng tay thủ công hết. Đấy, có nghĩa là làm bằng thủ công đấy ạ. Đôi này màu nâu đất, em đã sẽ nói sơ về đôi này. Đấy, về thứ nhất về cái kiểu dáng của nó cũng rất chi là đẹp. Đấy, đẹp lắm. Thứ hai về cái đế của nó là đế da này, các bác nhìn cái đế của nó. Đấy, rất đẹp nhá. Các bác mua con này về chỉ việc đi thôi, không phải làm gì hết này. Đế nó dán và nó còn đọt thêm cho mình một miếng sắt ở đây đây này. Đấy, thương hiệu này còn đẹp lắm các bác ơi, được khâu viền này. Đấy, chắc chắn con này làm bằng thủ công các bác nhé. Đây là thương hiệu của nó, Beauty Shop này, hàng handmade này. Đấy các bác nhìn thấy không, da đỏ trong nó giống màu màu tím ấy. Đấy các bác nhìn màu tím này. Nên con này giá nó hơi chát một xíu nha các bác nhé. Nên con nào em bán, em chia sẻ thật, những con nào em bán giá hơi cao một xíu thì các bác mà thích chơi hàng mà chất lượng một xíu thì chốt con này nhé. Con này chỉ có 685k thôi. Đấy, mã 482 các bác nhé. Mã 482, 685k, size 41.5. Đấy các bác nhé, đẹp cực kỳ luôn. Màu nâu đất nha các bác nhé. Trời ơi, nhìn rất đẹp. Có một đôi VIP, thêm một đôi VIP màu vàng và bò này, màu nâu ấy, gọi là màu nâu. Con này thì cho các bác ngắm kiểu dáng nó một xíu rồi em sẽ nói. Đấy, kiểu dáng rất thanh lịch, trẻ trung, thời thượng, thời trang nhé các bác nhé. Đấy, đấy cái mũi của nó này, đấy, rất đẹp nha các bác nhé. Con này em bán chỉ có 585k thôi. Size của nó là size 41. Đấy, mã của nó là mã 480 các bác nhé. Mã 480, đế của nó, con này của Pháp nhé các bác nhé. Con này của Pháp, các bác thấy cái viền của nó dưới cái đế, cái cạnh đế của nó như nó mỏng lắm nhé các bác nhé. Giống như nó đây này, đấy nó mỏng và rất đều luôn, giống như một cái ấy á. Nhìn nó đẹp, nói chung là nhìn đẹp. Đây này, Paris. Thương hiệu Hector của Paris này, đấy. Paris này, các bác thấy không? Bên hông này có một cái nót da này. Đẹp lắm các bác nha. Đấy, con này bán chỉ có 585k thôi. Đấy, các bác nào thích chơi hàng mà VIP thì chơi con này giúp em nhé. 585k. Đấy, 585k, size 41, mã 480. Còn có một đôi công sở màu đen. Đấy, con này thì hàng bình thường thôi, không có gì nổi bật. Thay vì nó vẫn được cái hiệu với lại chất lượng của nó. Thứ nhất cái hiệu, hai chất lượng. Đây, các bác nhìn cái hiệu các bác biết. Đấy, dân chơi giày nhìn hiệu biết liền nhá. Mắc in ý là giày nó như nào. Zetin, đôi Zetin nha cả ý nha các bác nha. Đấy. Thương hiệu rất chi là đình đám luôn. Đấy, con này cũng được khâu viền rồi nha, khâu đế rồi các bác nha. Đấy. Con này mã 481 các bác nhá, size 39, 485k. Các bác nào mà chân 39 đi con này đẹp tuyệt vời, nhất là mấy chú này. Cái kiểu này thì dành cho mấy chú thôi, U50 trở lên, mấy chú mới đi đôi này thì rất tuyệt vời. Đấy, tại vì giày vì nó về nó bị ép kiện nha các bác, về nó hơi nhăn nên là các bác về đi một thời gian đánh si chờ hoặc mang ra spa nó hết à, các bác đi một thời gian nó sẽ nhẵn như vậy này. Đấy, nó nhẵn rất là như vậy. Đấy, đây là nó bị ép kiện nên nhìn nó hơi xấu, nhưng mà chất lượng giày rất tốt. Hai là cái thương hiệu không nhá, Zetin.
mắc in của Ý luôn, mã 481 các bác nhé, size 39 485k. Có một đôi màu đen đấy, cũng giống đôi cân đấy, cái kiểu dáng thì nó cũng ná ná nhau, nhưng mà cái đôi cân đấy đôi màu vàng, còn đôi này đôi màu đen đấy, đôi màu đen đấy, cũng là của Ý, của Pháp luôn các bác nhé. Đây cũng cùng một thương hiệu, cái đôi màu vàng bò này em vừa lên, con này là size 42 luôn các bác nhé, cái đấy size 41, con này đôi size 42. Ủa, con này đẹp, trời, đẹp lắm đấy, các bác chốt mấy con này này trở về đi làm rất đẹp luôn, đi làm công ty, đi dự tiệc hội nghị đi nó rất sang luôn các bác nhé. Cái này có một anh mới khách mới chia sẻ em cho, nhiều lúc mình ít tiền mình đi mua một đôi giày này về, thật sự là mình đi vô rất nhiều người lại tưởng mình là rất nhiều tiền, nhưng tại vì nhìn đôi giày nó sang lắm các bác nhé. Khi các bác nhận giày về các bác đi mà đánh si đánh giết vô, nhìn đôi giày nó đẹp cực kỳ luôn đấy, nhìn nó rất sang nhé. Đấy có cái này không phải em nói nha, có một anh khách anh vừa nói xong anh bảo mai anh đi ăn đám cưới và nhận đôi giày đi nhìn mất công, người ta nghĩ mình đại gia đấy, cái khách nói không phải em nói đâu. Size 42 các bác nhá, nhìn rất đẹp luôn, đôi này đẹp cực kỳ đấy ạ. Mã là 489, size 42. Em bán 485k các bác nhá. Này, đế của nó đây. Đấy, Hiltic Paris các bác nhá. Đấy, Paris này. Đấy các bác nào, hai đôi gần giống như lúc một, gần giống nhau luôn, đôi kia nó khác kiểu thôi. Form giày rất giống nhau luôn các bác nhá. Đây cũng là một đôi cho mình chút ít tuổi đây này. Cũng là giày tăng chiều cao. Đấy, con này đi thì thôi rồi. Đế là đế giống như đế cao su cứng ấy. Này. Ồ, giống hay là đùi gỗ thì em không rõ nữa, nhưng mà nhìn đế nó chắc chắn luôn. À, con này là size 39 luôn các bác nhá. Các chú làm là chân 39. Đấy, con này lên được chắc được khoảng 4 phân. Cao lên được khoảng 4 phân, mã là 492, size 39, 485k các bác nhá. Đấy, kiểu này dành cho mấy chú lớn tuổi này. Mấy chú lớn tuổi đi con này rất đẹp luôn, chắc chắn. Đấy. Đẹp. Thời thượng, bên trong nó có cái lót, thêm một lót à. Đây ạ, à, một đôi này nữa, đôi này thì đôi giày lười màu vàng bò. Đôi giày lười màu vàng bò các bác nhé, đôi giày lười màu vàng bò. Đấy, dòng này dòng nhìn nó cũng rất lạ, tại vì cái chỗ này nó hơi hơi to hơn với cái kiểu giày đó. Tại vì không biết sao lại nó may cái đường này. Em nghĩ là nó, cái kiểu của nó giống cái kiểu mà Flamenco gì của Tây Ban Nha gì đó. Kiểu nhìn nó rất lạ độc nhá. Đây các bác nhìn thấy không, chỗ hai bên này nó hơi dài, nó to ra, thường thường người ta chỉ tới đây thôi, đây còn thêm ra một khúc nhá. Đấy, nhưng mà kiểu cách nó nhìn rất lạ mắt các bác nhá, màu vàng bò. Các bác thích nào chơi hàng độc lạ đấy. Dòng giày này thì khỏi các bác khỏi phải nói rồi, nó rất chất lượng luôn đấy, nó là đế cao su các bác nhá, đế cao su. Đấy, thương hiệu của nó đây này, size là size 41, mã là 499 các bác nhé, 499 size 41, em bán 385k, chỉ 385k thôi các bác nhé. Đấy, kiểu này các bác nào siêu tầm giày thì chốt con này, tại vì nhìn nó độc lạ. Đó, giày lười nhé các bác nhé, giày lười. À, có một con giày lười màu đen nữa, một con giày lười màu đen của Ý luôn. Đấy, mắc in Janin. Đấy, Janin của Ý, đế là đế da luôn các bác nhé, đế da, con này màu đen. Có thương hiệu, con logo, con có hiệu, con ngựa đây này, bên trong các bác này. Đấy, con này bên trong cũng còn rất ok. À, con này màu đen các bác nhé, giày lười, mã 486, size 41, em bán 385k các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. À, cuối video em có một đôi giày, các bác nhìn cái giày này các bác biết rồi đúng không ạ? Một đôi, bây giờ thì người thịnh hành thì người ta gọi là Ferragamo nhé các bác nhé, Ferragamo. Còn như em gọi đầy đủ của nó là tên Salvatore Ferragamo. Con này thường thường nhiều lúc em nói là Salvatore, có nhiều bác không biết đến thương hiệu giày, nhưng mà nói đến Ferragamo nhiều bác lại biết. Tại vì sao? Tại vì cái tên Salvatore hầu như bây giờ người ta không có dùng nữa, ta không có gọi, người ta gọi là Ferragamo thôi, trên hội nhóm cũng thế luôn, giống như cái chữ mà Salvatore giống như gần như khai tử ấy. Đấy, người ta không có gọi chữ Salvatore nữa mà chỉ Ferragamo thôi. À, cái đôi này hôm bữa em đã đăng lên Zalo đôi này là em bán 1.499.000. Đấy, 1.499.000 thì có một anh khách chốt, thì anh cũng là một khách quen thôi, anh không ưng, anh nhận hàng anh không ưng, anh bảo là nhìn ở trên hình thì nó vậy nhưng mà về đi vô chân anh thì nó thấy nó hơi trẻ trung. Đấy, thì anh ấy hoàn về, thì hôm nay đến ngày hôm nay em mới nhận được một đôi giày như thế này.
Đấy, con này thì như em nó chia sẻ luôn, giày bên em bán hàng hàng hiệu thì ba luôn luôn bao các bác là bao giờ hàng chuẩn hiệu hết. Đây, các bác nhìn này, Sabato Ferragamo Mac in Italy, dưới đế của nó cũng ghi là Mac in Ý nhưng mà nó bị giống như nó bị đây này, Mac in Ý này này, các bạn thấy không, nó bị kiểu như là màu nó không nhìn thấy nữa. Và con này bên đã được cái dán đế Toppy, đế này là một trong những dòng đế gọi là cao cấp nhất các nhé, chống trơn trượt đế Toppy. Đây, Ferragamo này, dưới đế của nó nhá. Bao các bác đây là hàng chuẩn hãng nhé con nhé, không phải hàng nhái hay là nhái 1:1 gì đâu. Đấy, chính vì thế hôm nay em bán con này 1.400.000 nhé. Đấy, 1.400.000 giảm giá các bác là 99k cho là 100k đi. Đấy các bác là 1.400.000 nhé. Size con này là size 3, em nhớ ở đây 6 1/2, có nghĩa là 39 này, đúng rồi, 39.5 gì đấy. Đến chân các bác nào mà chân 40 thon thon đi con này rất được, hoặc là các bác nào đo lại cái lòng bàn chân lại giúp em nhé. Để mà đẹp nhất thì chân 39.5 đấy chuẩn, còn không các bác nào chân 39, các bác nào thích đi rộng hết rộng một xíu thì chân 39 đi vẫn được nhé. Đấy, chân 39 mình đi mà người ta bảo giày thừa dép thiếu. Đôi đây em quay gần cho các bác coi kỹ một đôi, tại vì giá trị giày nó thì cao, không phải cao nhưng mà nó mắc hơn mấy đôi bình thường thôi. Đấy, rất ok các bác nhé. Đấy, đây, Sabato Ferragamo. Có dòng thì em bán có 700-800 mà. Đấy, có dòng thì em bán 1.000.000 tùy vô cái đời dòng các bác nhé. Và đây là một đôi giày lười. Đôi giày lười. Đấy, bao các bác là hàng hiệu chuẩn hãng, không phải hàng nhái hay bất cứ một cái gì các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng yên tâm, mua hàng bao các bác chích luôn. Đấy, chích hãng thoải mái nhá, có phải là hàng giả hay hàng thật. Đấy, chỉ cần hàng giả các bác nhìn đôi giày các bác thấy nó khôn rồi. Đó, cầm một đôi giày các bác nhìn cái đế thôi thấy nó khôn rồi. Đấy, còn mua hàng mà giả nhìn cái đế hoặc là nhìn cái chữ là nhìn các bác biết liền là nhìn nó không có sắc nét, không có tinh xảo, nhìn nó kiểu người ta hay chọc giống như chiếc hàng Trung Quốc với hàng chuẩn hãng ấy, nhìn phát biết liền, nhìn nó ấy lắm, nhìn nó thật và nó đẹp. Đấy, đôi này như em nói này 39.5 các bác nhá, đi rất ok luôn. Và các bác nào chân 40 mà thon ấy, thì vẫn bon chen được, vì nó là giày lười mà, nếu mà giày lười các bác mà đi rộng quá thì nó hay bị tụt gót đó, em chia sẻ thật luôn. Còn chuẩn đẹp nhất thì vẫn là 39.5 các bác nhá, 39.5. con này em bán 1.400.000 giá đã bao gồm ship được các bác nhá. Đấy, con này các bác nào chốt thì có thể chuyển khoản giúp em 500k, để tại vì nó là hàng giá trị cao nên em nói luôn. Còn khách quen thì có thể là không cọc cũng được, hoặc là cọc em 100-200 gì đó để ấy thôi nha các bác nhé. Rồi, đôi cuối cùng trong video ngày hôm nay, và cuối video thì em có mấy cái mẫu túi bao tử, túi đeo chéo. Đấy, hàng này hàng cũng là em mới về luôn để em giới thiệu này cho các bác. Đó là một con này thì em có một con thôi nhé, một con màu nâu thôi. Đấy, một con màu nâu em có một con này đấy. Chỗ các bác nhìn cái da các bác nó rất chi là dày luôn này. Đấy, con này có một ngăn này, ngăn bên ngoài này. Đó, có một ngăn bên ngoài. Đấy, rồi em cho các bác con ngăn bên trong. Đấy, ngăn bên trong đây, bên trong rất nhiều ngăn các bác nhé. Bên trong rất nhiều ngăn này, một ngăn này, một ngăn khóa và một... À, con này bên trong có hai ngăn. Đấy, một ngăn chính và hai ngăn phụ các bác nhé. Đằng sau hông này có một thêm một ngăn này. Đấy, một sau có ngăn một ngăn. Đấy, da của nó đây nhé, màu nâu nhé các bác nhé. Để em đo cái kích thước con này coi. Kích thước chiều ngang của con này là 19 nha các bác nhé, cho là 20 đi. Đấy, chiều cao của nó là 22 các bác nhé, chiều cao 22. Đấy, các bác nào mua về đeo để điện thoại, để ví tiền hoặc đi chơi du lịch hay gì. Và con thứ hai đây, con này thì đeo chéo. Đấy, con đeo chéo. Đeo chéo cũng là một con màu nâu luôn các bác nhé. Nó có một túi ngăn bên ngoài này và một túi ngăn chính bên trong này. Đấy, đựng được rất, phải đựng con này đựng được, cũng nhìn nó bé vậy thôi mà đựng rất nhiều đồ, thứ điện thoại này, ví tiền, giấy tờ gì cũng được nhá. Đấy, để đeo các bác đi du lịch này. Đấy, đi du lịch đeo trước ngực đỡ sợ bị móc túi hay là bị giật đồ gì nhá. Đấy, đeo con này đeo trước ngực này bao các bác luôn. Hàng này hàng chuẩn da bò các bác nhá, hàng chuẩn da bò 100%, chứ không phải bên em bán không bao giờ bán hàng giả da thế nào, mà con này nào mà em không tự tin thì em không nói bao các bác nhá. Và đa số bên em không có bán hàng giả da các nhé. Đây này, da của nó đây này. Đó. Con này thì em bán đồng giá thôi, 220. Giá đã bao gồm ship các bác nhé. Để em đo chiều dài con này.
chiều dài của nó là chiều cao đấy, chiều cao 20 và chiều ngang của nó là 13 các nhé. Đó, em có báo rõ kích thước trên, kích thước và chiều cao của nó. Đây, các bác đừng có hỏi lại là ở đo dùm anh cái con túi kia đeo chéo đấy, rồi chỗ em nói rất là rõ trên video rồi, nó cực kỳ rõ những con nào nó rất rõ. Và con này nữa này, con này túi đeo chéo đeo bụng đều được nhá. Con này thì thường thường người ta đeo bụng màu nâu. Con này chỉ có một ngăn duy nhất thôi, một ngăn duy nhất bên trong thôi. Các bác nào thích một ngăn, mấy con này thì thích hợp cho mấy bác mua về đi chợ này, đi chợ đi bán hàng rong để tiền. Bên trong nó có một ngăn nhỏ nữa này nhé các nhé, bên trong có một ngăn nhỏ đấy để tiền chẵn, bên ngoài để tiền lẻ, bên trong để tiền chẵn, nó sẽ dễ bị lẫn lộn. Để điện thoại để bóp đều được nhé các nhé, để điện thoại để bóp đều được. Đấy, nó có cái kiểu này thì nó có hai màu đấy, một màu nâu với một màu xanh đen các nhé, một màu nâu một xanh đen này, một màu nâu một xanh, màu xanh đen. Kích thước của nó, con này bữa em có báo em bán ở video trước rồi. Con này chiều dài của nó là khoảng 30 các nhé, chiều cao của nó là 13. Đấy, ok, các bác nào chốt hàng thì em báo giá đồng giá là 220 các nhé, đồng giá là 220. Đấy, có kiểu này rồi kiểu này. Đó, con này thì có một con duy nhất thôi nhá, còn kiểu này thì rất nhiều. Cái này thì có một con duy nhất thôi. Đấy, các bác nào mua hàng chốt lại video số điện thoại này giúp em nhé, hoặc nhắn tin qua Zalo. Đấy, em xin chào tất cả các bác nhé.